Xin chào các bạn, bác sĩ Ngọc đang ở chỗ chùa của sư cô. Sư cô mà các mạnh thường quân vừa mới quyên góp để giúp đỡ cho sư đó. À, sư ơi, hình như là pháp danh của sư là Nhật Hương. Nhật Hương, pháp danh của sư là Nhật Hương. Và hiện giờ là chùa của sư là ở chùa Pháp An nha các bạn. Chùa Pháp An, xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn. Thì đây chỗ của sư rất là ấm cúng. Sư được về đây sư trụ trì. Thích lắm các bạn ạ. Nhưng mà bác sĩ Ngọc biết là có rất là nhiều bạn muốn tới thăm sư, nhưng mà như vậy đi, mình tuần thứ tư tuần sau sư mổ rồi. Sư cần phải nghỉ ngơi và mổ xong sư cũng nghỉ ngơi. Thì nếu được thì các bạn sẽ mình đến thăm sư sau nha, khi mà sư khỏe nha. Rồi bây giờ tình hình quyên góp của sư là đây, sư đây. Đó, rồi. Tình hình là quyên góp của sư thì là nó đã dư rồi, dư cho cái số tiền mổ nha các bạn. Số tiền mổ là gần 30 triệu quyên góp đã dư. Nhưng mà tại vì bác sĩ Ngọc không chắc là sau khi mình mổ xong, sư mổ xong có chỉ định vô hóa chất hay không, cho nên mình phải đợi xong cái cuộc điều trị cho sư. Nhiều khi sư phải vô hóa chất thì mình phải giúp sư thêm cái vô hóa chất. Thì hiện giờ là số tiền mà bác sĩ Ngọc nhận được là có thể vô được hóa chất cho sư luôn. Rồi còn nếu như mà sư may mắn mà bệnh của sư mà mổ là xong không cần vô hóa chất. Sư ơi, bây giờ bác sĩ Ngọc sẽ trao đổi với sư như này. Thì với tình huống là nếu như mà mình không phải vô hóa chất á, là mình khỏe đó. Thì trước giờ bác sĩ Ngọc cũng giúp mấy người lớn rồi cũng quyên góp. Nhưng mà cái phần dư á, bác sĩ Ngọc sẽ giúp những bệnh nhân kém may mắn khác. Tại vì rất là nhiều người cần giúp đỡ đó sư. Nếu như mà xong của sư mà không phải vô hóa chất thì chắc chắn nó sẽ dư, thì sư có đồng ý để bác sĩ Ngọc giúp cho những người khác hay không? A Di Đà Phật, kính thưa bác sĩ Ngọc, kính thưa tất cả quý vị. Thì thật sự ra mà khi được sự giới thiệu của bác sĩ Ngọc để lên cái trang này thì sư cô cũng rất cảm động và cũng có theo dõi, cũng để mà coi. Vâng. Thì sư cô cũng biết là cũng quý vị cũng thương sư cô, cũng có ít lòng nhiều đóng góp cho sư cô để lo cái thân bệnh. Thì nếu mà sau khi mà số tiền mà sư cô mổ dư á, thì sư cô cũng xin giao lại để cho bác sĩ Ngọc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn. Anh như đã phải. Vâng. Dạ. Với những trường hợp khác cũng vậy. Thì sau cái vụ mà sư cô xong đó, bác sĩ Ngọc nhận được hơn tiền mổ, bác sĩ Ngọc cũng vui lắm. Nhưng mà vẫn giữ lại đó để mà trừ trường hợp là có thể sư phải vô tới 4 toa đó. Đó là tình huống là nếu như mà cần thiết đó. Vâng. Thì bác sĩ Ngọc sẽ lo tiếp, tại mình vẫn còn quỹ mà. Rồi, còn nếu mà mình may mắn mình được Bồ Tát phù hộ là giai đoạn mình là rất là sớm mà không phải vô, thì sẽ có những người khác được giúp. Thì sau đó bác sĩ Ngọc cũng đã hứa giúp một ca nữa, mà cái ca đó là ghê lắm sư ơi. Cái ca đó không biết bác sĩ sư có theo dõi cái live stream đó không, mà u nguyên một vú luôn, xâm lấn da mà di căn tùm lum lên đó hết rồi. Cái ca đó tạm thời cũng không mổ được mà là phải vô hóa chất. Thì bác sĩ Ngọc cũng đã hứa giúp cái ca đó. Nhưng mà ca đó được cái là có bảo hiểm nha. Sư thì hơi thì không có bảo hiểm á, thì chi phí nó cũng hơi cao. Nhưng mà sư đã mua chưa, sư mua bảo hiểm chưa? Sư mua bảo hiểm đi, tại vì có hình như là bảo hiểm sau 6 tháng mình được sử dụng rồi đó. Là khi đó mình đi tái khám định kỳ nọ kia là cũng được dễ dàng rồi đó. Hoặc là có bảo hiểm mình có vấn đề khác chứ, đúng không? Nhiều đâu phải là mình một bệnh đâu, nhiều khi mình sau này cảm sốt nọ kia mình có bảo hiểm, mình có bệnh nọ bệnh kia thêm vào. Rồi. Vâng. Thì chùa của sư rất là yên tĩnh nha các bạn, rất là thích, rất là yên tĩnh lắm. Và sạch sẽ nữa các bạn. Rồi sẵn đây thì bác sĩ Ngọc rất là cảm ơn các bạn đã tin tưởng, mà những ca khó khăn bác sĩ Ngọc phát động là được các bạn đưa tay cứu giúp, mà các bạn giúp cho bác sĩ Ngọc có thể giúp được không những một người được kêu gọi mà còn giúp được thêm những người khác nữa đó các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha.